Chào mừng các bạn đã đến với Trách Hàng Online, thì đây chính là kênh YouTube chính thức của FA Channel chuyên để mở hộp những sản phẩm mua hàng online trên trang thương mại điện tử như là Lazada, Shopee, Tiki, vân vân và mây. Nói chung những sản phẩm các bạn quan tâm và muốn mua trên những trang thương mại điện tử đấy thì mình sẽ là người bỏ tiền ra mua về và đánh giá một cách khách quan, công tâm nhất và đứng về phía người tiêu dùng. Hôm nay thì với video đầu tiên mình sẽ mang đến cho tất cả mọi người một cái sản phẩm mà đang được giảm giá lên đến là 50% trên Lazada, đó là điện thoại Galaxy A01 Core. Mức giá mình mua chỉ loanh quanh là 1.3 triệu thôi và nó đang được sale ở mức là 1.3 triệu. Mức giá gốc của nó là 2.590.000. Thì mình thấy đây là một cái mức giá khá là thơm nên là mình sẽ mua về và đánh giá cũng như là đưa đến cho các bạn những trải nghiệm để xem là với chiếc Samsung Galaxy A01 Core này nó có thực sự ngon hay không, và với một chiếc điện thoại Samsung giá 1.3 triệu thì nó có thể làm được những gì nhá. Trước khi bắt đầu video thì mình cũng nói thẳng luôn là nếu bạn nào yêu cầu một cấu hình cao với giá rẻ thì con Samsung Galaxy A01 Core này nó không có đâu, mà đây là một cái dòng điện thoại mà mình nghĩ rằng nó chỉ dành cho phụ huynh thôi, người cao tuổi thôi. Còn nếu các bạn trẻ mà dùng chiếc máy này thì lắc lòi ra các bạn ạ. Và nếu bạn muốn mua ấy thì đường link mua hàng thì mình sẽ để ở ngay phần mô tả video ở ngay bên dưới nhá. Còn bây giờ thì unbox và đánh giá về nó thôi. Ok, nhìn chung ấy là mình đặt hàng vào ngày mùng 9 tháng 6 này và ngày giao hàng là ngày mùng 10, thì trong quá trình giao hàng thì chỉ có mất 1 ngày thôi, mình thấy rằng rất là nhanh rồi. Đó, đóng gói thì cũng khá là đầy đủ, vỏ hộp không bị móp méo nhiều. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành là unbox ra để xem cái sản phẩm bên trong chúng ta nhận được là cái gì nhá. Ok. Và cái sản phẩm bên trong ấy thì các bạn thấy rằng là nó được đóng gói chống sốc khá là kỹ các bạn ạ. Nói chung là mình thấy cái đóng gói như này là ổn rồi. Và đây chính là chiếc điện thoại Samsung Galaxy A01 Core của chúng ta. Nhìn về cái phần đóng hộp của điện thoại Samsung Galaxy A01 Core thì mình thấy đây là một con điện thoại mà có thiết kế đóng hộp khá là bình thường các bạn ạ. Tại vì dẫu sao thì đây cũng là một cái dòng điện thoại có mức giá 1,3 triệu hoặc là 2 triệu thôi, nên là cũng không thể đòi hỏi được ở cái điểm này. Các bạn sẽ có địa hình điện thoại Samsung Galaxy A01 Core này, logo Samsung này, và đây là một chiếc máy mà hàng nguyên siêu luôn các bạn ạ. Sẽ có đầy đủ tem niêm phong ở đây nhé. Và theo mình thấy ấy, là cái sản phẩm này đã được lắp ráp tại nhà máy Samsung Electronics Thái Nguyên các bạn ạ. Như vậy là made in Việt Nam luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành rạch siêu ra để xem bên trong hộp của con điện thoại Samsung 1 củ 3 thì nó sẽ như thế nào nhá. Đấy, đóng gói thì mình thấy hơi ọp ẹp, nó không có được xịn sò cho lắm. Và khi mà mở hộp ra thì bên trong cái sản phẩm Samsung Galaxy A01 Core này, các bạn sẽ có một cái hộp nhỏ ở đây. Và với cái hộp này thì các bạn sẽ có một vài cái tập sách hướng dẫn sử dụng thôi. Đó. Và các bạn sẽ có chiếc điện thoại Samsung Galaxy A01 Core của chúng ta ở đây. Phiên bản mình lựa chọn là phiên bản màu xanh, tại vì mình thấy màu xanh thì nó nổi hơn, còn màu đen thì nó lại chìm quá. Ngon, vẫn còn nguyên siêu nhá. Và các bạn sẽ có ở đây là cái bộ cáp sạc. Thề với các bạn luôn, lâu lắm rồi mình mới thấy lại được cái bộ cáp sạc này của nhà Samsung. Đây là một cái bộ cáp sạc có công suất loanh quanh tầm là 5V 0.7A, tức nghĩa chỉ 3.5W thôi, cực kỳ chậm luôn. Và mình nghĩ rằng nếu các bạn mua cái sản phẩm điện thoại này về nên vứt ngay củ sạc này đi và nên thay bằng một củ sạc 5V 2A thì sạc nó sẽ nhanh hơn. Và nó vẫn dùng cho mình cái tiêu chuẩn là micro USB ở đây này. Kiểu cái củ sạc này nhìn nó lởm thực sự các bạn ạ. Còn phụ kiện bên trong thì nó cũng không có gì đâu. Các bạn sẽ có ở đây là một cái que chọc SIM duy nhất mà thôi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành là bóc siêu con Galaxy A01 Core này để xem là cái điện thoại này có gì thú vị không nhá. Ok, và với con Samsung Galaxy A01 Core này thì cái phần mặt sau của nó sẽ làm hoàn toàn từ nhựa nha các bạn. Và cái phần nhựa này thì mình thấy rằng là nó cực kỳ là chắc chắn. Nó phải chắc chắn hơn rất là nhiều so với mấy con như kiểu là Poco này nọ luôn. Vì á, cái nhựa này nó cực kỳ dày và khi các bạn gõ vào này có thể nghe được tiếng cục 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 của cái độ dày phần nhựa nó phía sau luôn. Và với cái phần nhựa phía sau này thì mình nghĩ rằng rất là bền, khi mà chúng ta làm rơi hoặc là va đập mạnh thì cũng không ảnh hưởng nhiều nhá. Và cái họa tiết phần mặt sau này thì mình thấy rằng là nó rất là đẹp. Và cũng như là cái họa tiết này thì nó không bám lại mồ hôi dấu vân tay. Và thực sự với cái sản phẩm này mà đưa cho trẻ em kiểu học sinh tiểu học mà dùng hoặc là đưa cho người lớn dùng thì mình thấy nó cực kỳ là bền bỉ luôn. Nhưng mà rất tiếc ấy, là phần mặt sau của nó chỉ có một camera duy nhất và chỉ có một cái đèn flash ở đây, không có cảm biến vân tay ở phần cạnh lưng của nó, cũng như là không có vân tay ở phần cạnh viền nhá. Đó, nói chung là chiếc máy này thì sẽ không được trang bị công nghệ bảo mật là vân tay. Còn về những cái vị trí phím bấm thì bên phải các bạn sẽ có phím nguồn, phía trên các bạn sẽ có tăng giảm âm lượng, bên cạnh trái các bạn sẽ có ở đây là một cái khay SIM. Khay SIM của con này nó rất là lớn, tại vì đây là một cái sản phẩm mà có khay SIM dạng hybrid
Tức nghĩa rằng các bạn sẽ lắp được hai SIM và lắp được thẻ nhớ riêng. Đây là một cái điểm cộng mà kể cả những con flagship bây giờ như kiểu là Note 20 Ultra nó cũng không thể nào có được. Và bên dưới các bạn sẽ có ở đây là cái cổng cắm kết nối 3.5 này, cổng sạc micro này, loa ngoài. Và bên trên các bạn sẽ không có gì cả. Còn quay trở lại với phần thiết kế tổng thể của sản phẩm này ấy, thì mình thấy đây là một con máy mà có một cái trải nghiệm thiết kế tổng thể khá là nhỏ nhắn. Vì màn hình của nó thì khá là bé thôi. Màn hình của con Samsung Galaxy A01 Core này kích thước là 5,3 inch, độ phân giải của nó là HD Plus. Và cái phần viền màn hình của nó thì khá là dày ở phần trên và phần dưới. Tuy nhiên đây lại là một cái màn hình full viền, không tai thỏ, không giọt nước các bạn ạ. Nên là trải nghiệm của nó thì mình thấy nó còn phê hơn cả mấy con kiểu màn hình giọt nước, màn hình nốt ruồi hay là đục lỗ trong tầm này cơ. Đó, và bên cạnh dưới thì không có gì. Bên cạnh trên thì các bạn sẽ có ở đây là vị trí loa đàm thoại của nó, cũng như là nó sẽ có một camera selfie nhỏ với độ phân giải là 5 chấm. Một chút nữa mình sẽ đánh giá sau nhé. Còn về phần mềm ấy, thì với sản phẩm Samsung Galaxy A01 Core này, nó sẽ chạy cái giao diện giống như cái phiên bản Android Go vậy. Tức là tất cả những ứng dụng nó sẽ cắt bỏ đi những cái tính năng không cần thiết để cho chiếc máy này nó trở nên mượt mà hơn một chút xíu, cũng như là giúp chiếc máy này nó nhanh hơn đó. Và về phần mềm thì hiện tại nó đang chạy cho mình cái phiên bản là Android 10 nha các bạn. Rất tiếc là chưa có Android 11. Tuy nhiên thì với nhu cầu đối tượng mà hướng đến của Samsung với con điện thoại này là người cao tuổi cũng như là trẻ em ít tuổi ấy, thì mình thấy rằng là hệ điều hành Android 10 là nó đủ rồi, đủ đáp ứng cái nhu cầu của chúng ta rồi. Đặc biệt là con này thì nó không có những cái cài đặt chuyên sâu, những cái cài đặt lòng ngoằng, mà tất cả mọi thứ của nó thì đơn giản, bao gồm kết nối âm thanh, ứng dụng. Các bạn có thể so sánh nó với lại cài đặt của mấy con Samsung Galaxy dòng A như kiểu A32, A52 các thứ thì đã được lược bỏ cực kỳ nhiều. Nói chung giao diện đơn giản và cực kỳ dễ dàng sử dụng. Nhấn vào gọi điện là gọi điện, nhấn vào nhắn tin là nhắn tin, hoặc những cái ứng dụng thì chỉ cần vuốt lên là nó đã show hết toàn bộ ở đây. Có một số ứng dụng mà mình thấy rằng là chúng ta nên gỡ ngay, ví dụ như là driver. Với nhu cầu của những người dùng như là phụ huynh ấy thì cái này không cần thiết lắm. Hoặc một số ứng dụng như là Galaxy Store, một số ứng dụng như kiểu Internet các thứ thì các bạn nên gỡ đi cho nó nhẹ máy. Ví dụ như ở đây là cái Play phim này đó, rồi Samsung Galaxy Max các thứ. Khi các bạn mua chiếc máy này về, hãy gỡ những ứng dụng không cần thiết và để lại những cái ứng dụng cơ bản. Ví dụ như là điện thoại, tin nhắn, Google Play này. Rồi chúng ta tải thêm một số app dành cho phụ huynh như kiểu là Zalo để gọi viện video call cho con cháu. Rồi là tải thêm một số app như kiểu là YouTube Go. Rồi tải thêm một số app như kiểu báo mới ấy. Thì mình thấy là chiếc máy này phần mềm của nó đã đủ đáp ứng rồi. Còn về cấu hình thì với chiếc máy này nó sẽ được trang bị cho mình con chip là MediaTek có tên là MT6739 với cái cấu hình là 2GB và 32GB nhớ trong. Thì đây là cái phiên bản Max Option cấu hình của chiếc Samsung Galaxy A01 Core với mức giá loanh quanh tầm là 1,3 triệu thì mình thấy nó hợp lý rồi, cũng không thể nào đòi hỏi một cấu hình cao hơn ở trong cái tầm tiền này được. Và với cấu hình như vậy thì mình thấy nó chỉ đủ đáp ứng cái nhu cầu của một người dùng gọi là cơ bản nhất thôi, đó là nhu cầu của người lớn, phụ huynh đó, và trẻ nhỏ để liên lạc với cả là lướt web thôi. Còn nếu các bạn đang cần cho mình một chiếc máy phải mượt thật mượt, nhanh thật nhanh, hoặc là cấu hình của nó phải ổn áp để chơi game, thì con Samsung Galaxy A01 Core này mình thấy nó không làm được. Các bạn thấy không? Ví dụ như những thao tác vuốt thông thường này, lâu lâu nó còn gặp tình trạng là đơ, còn khựng cơ. Hay là chúng ta xem những cái một số video ở trên, ở đây mình sẽ lấy video ở trên TikTok đi, hoặc là chúng ta điều khiển một số cái như là tăng giảm âm lượng bằng cái trình điều khiển này. Các bạn thấy rằng là nó đã có một cái độ giật nhất định rồi, không thể nào mà mượt mà được. Đó. Và chúng ta xem những video trên ứng dụng full như là TikTok ở đây thì khi mà chúng ta lướt ấy, nó luôn luôn có một cái độ giật lag nhất định, và cái video của chúng ta còn được slow motion nữa các bạn ạ. Đây là một cái tính năng mà update chỉ có trên những chiếc máy như thế này thôi. Lưu ý điều này nhá. Và tất cả những cái ứng dụng mà chúng ta thường dùng như kiểu Facebook này nọ thì nó luôn luôn có một cái độ giật lag và load app, load ứng dụng cực kỳ là lâu. Đối với những bạn mà không có tính kiên nhẫn ấy thì mình thấy rằng là điều này gây một sự ức chế cực kỳ lớn. Ví dụ như mình chẳng hạn, mình đang dùng iPhone 12 mini, iPhone 5S độ iPhone 12 mini, mà quay trở lại với con Galaxy A01 Core này thì mình cảm giác cáu thực sự. Tại vì cái gì nó cũng phải bắt chờ, cái gì nó cũng phải đợi load, các bạn thấy không? Tin báo, thông báo này, tin nhắn này, video này, tất cả mọi thứ đều phải chờ, hay thậm chí là vuốt thanh thông báo trạng thái xuống thôi. Mình cũng cảm giác rằng nó đã slow motion đi gấp 10 lần. Rồi, nói chung là xác định mua chiếc máy này để cho phụ huynh liên lạc, nghe gọi điện qua video call, vân vân. Hoặc đọc báo chẳng hạn, thì mình thấy chiếc máy này nó rất là phù hợp. Còn nếu các bạn muốn mua một chiếc máy để chơi game, game nào cũng vậy, thì đừng có mua chiếc máy này vì nó quá lag các bạn ạ. Những tựa game như kiểu là Liên Quân hay là Wi-Fi vân vân,
nó không thể nào chơi được trên chiếc máy này vì quá giật lag. Đến với lại cái phần camera đi, thì camera chính là một cái điểm mà cá nhân mình thì mình phải nói là ấn tượng cực kỳ các bạn ạ. Trong năm 2021 rồi, không ngờ lại có một con điện thoại có camera đỉnh cao đến như vậy. Bây giờ mình sẽ chụp một số tấm hình rồi show ra cho bạn xem nhé. Đây, khi mà mình chuyển qua các chế độ camera thì úi rồi, còn là siêu giật lag luôn. Và đây là tấm hình mà mình chụp được về cái hộp của con Poco M3 Pro. Nó lốt hình cực lâu và chi tiết hình ảnh ấy thì mình thấy gọi là đỉnh của chóp luôn. Zoom ra một tí xíu đã bị vỡ hình rồi, và ở trong cái điều kiện đủ sáng như studio của mình mà cảm giác nó vẫn bị noise các bạn ạ. Còn về phần camera selfie ấy, thì mình thấy nó còn đỉnh của chóp hơn nữa. Camera selfie của nó là 8 chấm, nhưng mà khi chụp lên này các bạn thấy rằng là khoảng cách tầm 30cm thôi, cảm giác nó đã hơi bị mờ rồi. Những chi tiết vùng mặt của mình nó bị kiểu nó bị sương cực kỳ là nhiều luôn các bạn ạ. Nói chung thì chỉ phù hợp với mục đích là nghe gọi thôi, còn up hình lên mạng thì thôi bỏ qua đi. Rồi đến với lại những cái phần như bảo mật chẳng hạn, thì chiếc máy này thì nó không có công nghệ bảo mật gì tối tân đâu. Nó sẽ là cái công nghệ bảo mật nhất thế giới, đó chính là bảo mật bằng cái màn hình khóa, hoặc là chúng ta có thể bảo mật bằng thao tác vuốt. Và thậm chí chiếc máy này thì nó không có cái thao tác bảo mật bằng mở khóa gương mặt nữa cơ. Tại vì các bạn là camera của nó hơi mờ, nếu mà mở khóa gương mặt thì chắc là sẽ lâu đấy. Nên là các bạn có thể lựa chọn những cái phương pháp bảo mật cho nó phù hợp nhá. Còn về viên pin thì chiếc máy này sẽ được trang bị viên pin là 3000 mAh. Lâu lắm rồi mới nghe lại được cái dung lượng pin là 3000 mAh trên những con điện thoại kiểu giá rẻ trong cái tầm này đấy. Tại vì mấy con tầm này thì đã cố gắng ấy, phải lên được tầm 3500, 4000, 5000, thậm chí 6000 mAh rồi. Samsung lại làm con điện thoại pin 3000 mAh. Thế thì rất là nhiều bạn sẽ tò mò là pin 3000 mAh đang có trên chiếc máy này thì nó có đủ đáp ứng cái nhu cầu của phụ huynh hay không. Như các bạn đã biết ấy, phụ huynh thì cũng chỉ có những nhu cầu gọi là trung bình thấp thôi. Ví dụ như là Facebook, lâu lâu thì vào check xem là con cháu đăng cái gì, rồi lâu lâu thì đọc báo coi U23 Việt Nam năm nay đá như thế nào, rồi lâu lâu thì chắc có thể là có lên TikTok xem, thì có thể là dùng TikTok Live. Thì với chiếc máy này nó vẫn đủ đáp ứng cái nhu cầu sử dụng của những cái đối tượng mà Samsung hướng đến trong vòng một ngày với nhu cầu cơ bản nhất. Và khi mà các bạn sử dụng với cái bộ sạc là 3,7W của nó ấy, thì các bạn sẽ mất đâu đó tầm là 3 đến 4 tiếng để sạc đầy. Lúc đầu video mình có nói là mình sẽ quăng cái bộ sạc này để dùng bộ sạc 2A sạc cho nó nhanh, nhưng không thể dùng bộ sạc 2A nha các bạn. Mình đã dùng một cái cục sạc có công suất lên là 65W sạc cho sản phẩm này thì nó cũng chỉ dừng lại ở cái mức là 3,5 đến 3,7W mà thôi. Thế nên là nếu chúng ta muốn sạc hơi nhanh hơn cho nó thì cũng không được. Đó, cái điểm cộng lớn nhất của mình về cái sản phẩm Samsung Galaxy A01 Core đó chính là hệ thống loa. Loa của sản phẩm Samsung Galaxy A01 Core thì nói chung là không phải hay nhưng mà cũng gọi là được của nó các bạn ạ. Nghe những cái bài nhạc như kiểu ADM các thứ thì nó vẫn có thể giúp chúng ta nghe một cách tốt, xem YouTube này, đọc báo này, rồi lâu nghe radio chẳng hạn. Thì với cái loa này thì mình thấy nó vẫn rất đủ nghe. Như vậy trong video này thì mình đã cùng các bạn trải nghiệm về cái sản phẩm Samsung Galaxy A01 Core mình vừa săn sale được trên Lazada với mức giá loanh quanh tầm là 1.300.000 đồng. Và mình thấy với sản phẩm này, đây không phải là một cái sản phẩm tốt nhất trong tầm giá, nhưng nó sẽ phù hợp với đối tượng phụ huynh hoặc là trẻ nhỏ. Vì với cái sản phẩm này thì cấu hình này và những cái gì mà nó mang lại thì mình thấy nó hợp lý trong tầm tiền rồi. Màn hình HD, hiệu năng vừa đủ dùng, đó, pin cũng ok, loa của nó thì nghe to, hệ điều hành thì dễ dùng, không có tùy biến gì nhiều. Các bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này? Và nếu các bạn đang muốn tìm kiếm cho phụ huynh này, rồi cho con em mình một cái điện thoại để liên lạc, gọi video call, thì các bạn có lựa chọn chiếc điện thoại này hay không? Đừng quên comment để lại ý kiến nhận xét nhé. Cá nhân mình thì mình thấy rằng là 1.3 triệu Samsung Galaxy A01 Core làm tốt cái nhiệm vụ của nó rồi đấy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nhớ để lại một like và subscribe cho kênh YouTube Trích Hàng Online của mình nhé. Bye bye!